Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình Tuấn Mobile và mình là Như Quỳnh. Dạo gần đây thì các bạn có thấy trời nóng không? Rất là nóng đúng không? Và ở đây thì mình có một chiếc MacBook. Hai cái này thì có liên quan gì với nhau? Có liên quan tới cái chủ đề ngày hôm nay mà Như Quỳnh muốn chia sẻ với mọi người. Đó chính là sử dụng pin MacBook trong thời tiết nắng nóng như thế nào mới là đúng. Sử dụng cái viên pin của MacBook cho thật là đúng đó chính là những lần sạc đầu tiên với MacBook mới 100%. Ai đã từng tậu cho mình một chiếc MacBook mới tanh trong cái thời điểm nắng nóng rực lửa như thế này, giơ tay lên. Không phải Quỳnh mua lúc mà thời điểm chưa nắng nóng rực lửa. Và nếu như mà các bạn có mua rồi á, thì với những cái lần sạc đầu tiên với viên pin này á, thì chúng ta cần phải làm sao để cho viên pin có thể co giãn được một cách tốt nhất bằng cách là mở máy lên dùng bình thường cho đến khi mà máy sắp hết pin. Khi mà sắp hết pin á, thì MacBook sẽ chuyển về cái chế độ là sleep. Sau đó thì chúng ta chỉ cần cắm sạc trong khoảng 10 tiếng để pin ở trong có thể co giãn được tới mức tối đa. Và các bạn hãy nhớ là chúng ta nên thực hiện cái chu trình này một vài lần tiếp theo và thực hiện với cách tương tự như vậy để viên pin của máy có thể giãn nở được một cách tối đa nha. Điều thứ hai mà Du Quỳnh muốn lưu ý với mọi người đó chính là chúng ta không nên sạc pin khi mà thời tiết đang quá nóng như thế này. Thời tiết đã nóng rồi mà chúng ta còn sạc cho viên pin nhiều nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là cái viên pin của nó sẽ ngày càng nóng hơn và nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của viên pin MacBook nữa. Vì khi mà nhiệt độ cao thì cái tuổi thọ của pin sẽ giảm xuống, cho nên là chúng ta bình tĩnh từ từ thôi, để cho máy nguội trước đã, trừ khi nào mà các bạn đang cắm sạc và vừa sạc vừa làm việc nha. Một cách khác nữa đó là chúng ta có thể sử dụng những cái vật dụng có sẵn ở nhà để mà kê máy lên. Ví dụ như ở đây thì mình có một cái vật dụng có sẵn đây, rất là dễ thương để chúng ta tiến hành kê máy lên như thế này. Đây là những cái vật dụng có sẵn. Và khi mà kê máy lên như thế này thì cái quá trình thoát nhiệt của máy nó sẽ diễn ra tốt hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mua những cái thiết bị cái đồ kê máy mà nó có bán ở trên thị trường và những cái đồ kê máy chuyên dụng dành cho MacBook chứ không phải là dùng những vật có sẵn như mình. Ngoài ra nữa thì các bạn cũng nên chú ý là chúng ta không nên để máy ở trên chăn, trên màn, trên gối, trên đệm hay là trên những cái vật gì đó quá dày, bởi vì như thế sẽ làm cản trở cái quá trình thoát nhiệt của máy. Cái điều lưu ý thứ ba đó chính là không có bất kỳ cái vấn đề gì khi mà chúng ta sạc MacBook liên tục đâu. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm để mà cắm cái MacBook này sạc liên tục, kể cả khi nó đã đầy 100% pin rồi cũng không cần phải rút cái sạc của mình ra. Bởi vì cái hệ điều hành macOS này của Apple có một cái cơ chế đó chính là sử dụng năng lượng như sau, là khi mà chúng ta sạc đầy pin 100% thì nó sẽ tự động chuyển sang dùng nguồn điện trực tiếp và tự sạc, sẽ là tự ngắt nguồn ở pin luôn. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ là chúng ta nên rút sạc ra khi mà không xài trong một khoảng thời gian quá lâu, bởi vì như vậy thì máy sẽ bị một cái hiện tượng đó là bị sạc nhồi nhét pin. Và một cái câu hỏi nữa mà rất là nhiều người hỏi khi mà mới mua một chiếc laptop, đặc biệt là mới mua một chiếc MacBook, đó chính là có nên vừa sử dụng và vừa sạc MacBook hay không. Và cái câu trả lời mà mình dành cho các bạn đó chính là có, hoàn toàn có, bởi vì nó không ảnh hưởng gì tới cái chiếc MacBook của mình cả. Vì như lúc nãy mình chia sẻ đó là khi mà sạc đầy thì MacBook sẽ có một cơ chế đó là tự động ngắt pin. Và khi mà mức dung lượng pin giảm xuống 94% thì máy sẽ nhận sạc và chỉ nhận sạc khi mà nó thực sự cần thiết mà thôi. Và điều này giúp tránh được một tình trạng đó chính là tình trạng giảm tuổi thọ của pin, không giống như là những cái loại laptop khác. Cho nên là các bạn có thể yên tâm là vừa sạc vừa có thể sử dụng lướt web, chat, chơi game hay là xem phim thoải mái tùy thích nha. Và sau đây sẽ là một vài những cái lưu ý nhỏ kèm theo nữa. Cái lưu ý đầu tiên đó chính là nếu như mà cất máy không sử dụng trong một khoảng thời gian dài thì nên để máy ở từ 50 cho đến 70% pin. Và khi mà chúng ta sử dụng lại thì chúng ta nên sạc đầy pin, sau đó để máy từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ rồi mới sử dụng. Lưu ý thứ hai đó là không nên dùng tới mức pin cạn hẳn rồi mới sạc. Tức có nghĩa là chúng ta nên sạc pin ở mức độ là pin còn 15 đến 20%. Đừng có để là cho máy chúng ta báo tít tít sắp hết pin rồi mới đem đi sạc, bởi vì làm như vậy sẽ làm cho cái tuổi thọ của pin nó giảm trầm trọng lắm đó. Và lưu ý thứ ba đó chính là dù cho bên ngoài thời tiết có mưa, có nắng hay là có nóng, có lạnh thì chúng ta cũng nên theo cái chu kỳ là một tháng một lần tiến hành xả pin cho chiếc MacBook của mình, để mà mặt pin có thể đo được chính xác cái dung lượng còn lại cũng như là điều chỉnh được cái quy trình sạc cho những cái lần tiếp theo. Và những bước thực hiện xả pin cho máy như sau. Đầu tiên cắm sạc vào và sạc đầy. Sau đó khi mà sạc báo đầy pin, tiếp tục để pin được sạc thêm 2 tiếng hoặc hơn, ngắt sạc ra và tiếp tục sử dụng. Khi thấy pin sắp hết, lưu lại công việc đang làm dở và đóng tất
cả các ứng dụng, dùng pin cho đến khi máy sleep. Để máy sleep thêm 5 tiếng hoặc hơn, các bạn có thể tranh thủ ngày nghỉ hoặc dịp các bạn đi chơi mà không dùng đến máy tính. Và cuối cùng đó là cắm sạc cho đến khi pin báo đầy. Khi cắm sạc, các bạn có thể mở máy xài như bình thường. Và cái lưu ý thứ tư đó chính là Như Quỳnh cũng muốn hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta kiểm tra số lần sạc pin ở trên chiếc MacBook. Đó là các bạn hãy click vào biểu tượng quả táo Apple góc ở bên trái phía trên màn hình, sau đó thì chọn About This Mac, sau đó nữa là chọn More Info, System Report, sau đó nữa là chọn Power, rồi chọn tiếp theo là Cycle Count, và đây chính là số lần sạc của máy các bạn. Tại đây thì chúng ta có thể thấy được các thông số báo cáo cụ thể như là mức sạc còn lại. Cái mức sạc còn lại này có nghĩa là cái dung lượng pin tối đa có thể đạt được. Pin càng tốt quá thì cái này nó sẽ càng cao. Cái thông số thứ hai mà chúng ta có thể biết được đó chính là dung lượng sạc đầy. Đó là cái dung lượng pin hiện có của máy. Và cái cuối cùng thông tin mà chúng ta có thể biết được đó là chu kỳ, hay còn gọi là số lần sạc của máy. Và một cái chu kỳ sạc được tính là 100% pin. Nếu như mà nói tới đây thì chắc là có nhiều bạn nghĩ là một cái chu kỳ sạc có nghĩa là một cái lần mình rút sạc ra và cắm sạc vào nó là một chu kỳ, nhưng mà hoàn toàn sai. Cái chu kỳ nó là cái phần pin bị tuột phải bằng 100, tức là khi mà chúng ta sử dụng được 40%, sau đó thì chúng ta cắm sạc vào thì đó chưa phải là một chu kỳ sạc, mà chúng ta phải sử dụng thêm hết 60% pin nữa cho đủ 100% pin thì đó mới chính là một chu kỳ sạc của máy. Và vừa rồi là một số những cái lưu ý nhỏ nhỏ để chúng ta có thể sử dụng tốt cái viên pin của chiếc MacBook này trong cái điều kiện thời tiết oi bức như thế này, để cho cái viên pin mình nó không có bị ảnh hưởng, không bị nóng lên và giảm tuổi thọ. Và mong là những cái mẹo nhỏ này có thể giúp ích được một chút xíu gì đó cho các bạn. Và hy vọng là các bạn sẽ thích video này, và nếu như có ý kiến gì thì hãy để lại comment cho Như Quỳnh biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video khác trên Minh Tuấn Mobile. Bye bye.